Sự kiện trải nghiệm khả năng Approach đỉnh cao của các mẫu xe nhà Land Rover có tên gọi là Approach Better Beyond Tour vừa chính thức khai mạc tại Cung Thể thao Tổng hợp Quần ngựa Hà Nội vào sáng ngày 8 tháng 11. Xin kính chào quý vị khán giả, hiện tại tôi đang có mặt tại Cung Thể thao Quần ngựa và ở đây đang diễn ra sự kiện Above and Beyond của Land Rover Việt Nam. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được trải nghiệm 4 mẫu xe địa hình của Land Rover, bao gồm là Land Rover Evoque mới, Land Rover Velar, Discovery và Discovery Sport. Trong một bài thử gồm có 4 bài chạy của Land Rover đã thiết lập sẵn ở phía sau tôi. Chương trình được thiết kế chuyên nghiệp tại một sân vận động thể thao lớn tại Hà Nội với diện tích bao gồm các thách thức qua hàng loạt bài tập vượt địa hình đặc trưng của Land Rover. Có 4 thử thách dành cho người trải nghiệm cùng với những chiếc Land Rover tiền tỷ. Đầu tiên là trải nghiệm đi qua đoạn đường bập bênh, tiếp theo là leo và xuống dốc, thứ ba là đi địa hình nghiêng và cuối cùng là thử khả năng lội nước của xe. Các bài tập trên sẽ thử nghiệm 6 công nghệ off-road đỉnh cao của các mẫu xe nhà Land Rover. Có thể kể đến như hỗ trợ đổ dốc, kiểm soát độ bám đường, phản ứng địa hình, hệ thống treo khí nén, chuyển đổi tốc độ hộp số và hệ thống kiểm soát địa hình. Đặc biệt, những khách hàng đăng ký tham dự sự kiện trải nghiệm Above and Beyond Tour năm nay sẽ có cơ hội giành được giải thưởng hấp dẫn với chuyến trải nghiệm miễn phí chinh phục vùng đất Namibia trên những mẫu xe địa hình ưu việt của Land Rover diễn ra vào tháng 2 năm 2020.